Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024. Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cao điểm, nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện và xử lý nghiêm. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, ngày đầu tiên giao quân thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý 10.322 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 23 tỷ đồng, tước 2.219 giấy phép lái xe các loại. Trong đó có 2.393 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 2.000 trường hợp vi phạm về tốc độ, hàng trăm trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo phương tiện, 22 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Cũng trong dịp này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã thành lập các đoàn công tác để kiểm tra đôn đốc công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. Theo đó, các đoàn công tác sẽ thực hiện kế hoạch kiểm tra từ nay tới ngày 25 tháng 2 năm 2024. Nội dung kiểm tra bao gồm công tác phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024 tại các địa phương như khu vực nhà ga, bến xe, cảng hàng không. Công tác đảm bảo an toàn giao thông tại doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục duy trì và ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, cùng với việc tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 ở tất cả các tuyến giao thông, Công an thành phố Sầm Sơn đang tăng cường việc xử phạt nguội các trường hợp phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát. Trên địa bàn thành phố Sầm Sơn hiện có gần 180 camera giám sát an ninh, trật tự và giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, được lắp đặt trên 8 tuyến đường giao thông trọng điểm, gồm Lê Lợi, Hồ Xuân Hương, Thanh Niên, Nguyễn Du, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, Lê Thành Tông. Trong năm 2023, thông qua hệ thống camera giám sát và thông tin hình ảnh do người dân cung cấp, lực lượng công an Sầm Sơn đã ra thông báo xử phạt nguội 210 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 200 triệu đồng, chủ yếu là các lỗi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định. Thông qua cái hệ thống camera an ninh thì công an Sầm Sơn đã tiến hành trích xuất camera để tiến hành phạt nguội theo quy định. Và ngoài cái hình ảnh camera từ camera an ninh thì công an Sầm Sơn còn trực tiếp cử cán bộ đi quay phim ghi hình những trường hợp phương tiện vi phạm để tiến hành làm căn cứ để tiến hành xử lý. Thì qua cái hình thức xử phạt nguội thì đã tác động rất lớn đến ý thức của người tham gia giao thông, tức là người tham gia giao thông sẽ có ý thức tốt hơn và trong cái việc tham gia giao thông và chấp hành quy định của pháp luật. Việc triển khai xử phạt nguội đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã tác động lớn đến ý thức của người dân, nâng cao tính tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, mà lại nhiều hiệu quả, tác dụng tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thể hiện sự công bằng, nghiêm minh, bình đẳng của mọi người dân trước pháp luật khi tham gia giao thông. Trước khi là chưa có cái chế tài phạt nguội thế này đó, thì người dân nó thật ra cũng chưa chấp hành tốt, đúng. Đang còn đi ngược chiều, trái đường, không đội mũ bảo hiểm, không cài quai, vi phạm rất nhiều. Đấy như từ khi tức là lắp cái camera an ninh phạt nguội đó, thì tôi thấy là người dân, mọi người đã chấp hành rất tốt cái việc này. Đấy, giảm thiểu được cái vấn đề là vi phạm giao thông, đấy, gây tai nạn. Đấy, cho nên là chúng tôi là những người dân cũng rất hoan nghênh những cái sự việc đó và chúng tôi cũng đề nghị là cái chế tài này cần được phát huy và làm nghiêm khắc hơn nữa. Trong thời gian tới, nhất là thời điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Sầm Sơn sẽ huy động tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng khác để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời tiếp tục theo dõi qua hệ thống camera giám sát để đảm bảo không bỏ lọt các trường hợp vi phạm, góp phần thiết lập kỷ cương và xây dựng văn hóa giao thông, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.